Thì đương nhiên khi mà giá cái đi xuống đó thì nhiều bạn rất là muốn biết lý do tại sao Thực ra mà nói là lý do tại sao chúng ta sẽ không bao giờ biết được Nhưng mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là có bốn lý do hiện bây giờ đã được nói tới Thì lý do đầu tiên là lý do gì và chúng ta sẽ nói tới từng lý do một Và thường chia sẻ chi tiết hơn về những cái lý do này và thuận suy nghĩ như thế nào về những điều này Đầu tiên hết đó chính là lý do liên quan tới Bitcoin hash rate Có nghĩa là tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin giảm hơn 45% vì mất điện ở Tân Cương tình hình ngắn hạn và độ khó đào sẽ tự điều chỉnh sau khoảng 2 tuần hoặc là có thêm máy đào hoặc là có điện trở lại. Thứ nhì, được nói rất nhiều đó chính là cái tin đồn về Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ khởi tố các công ty rửa tiền không mua crypto thì vẫn là tin đồn, chưa được xác thực nhưng thường là Bộ Tư pháp khởi tố chứ không phải là Bộ Tài chính cho nên tin này có gì đó không đúng lắm đối với Thuần. Thứ ba là nhiều người nói tới đó chính là các điều trên dẫn đến người bán hoang loạn. Funding rate dẫn đến là 9 tỷ đô la lình non Bitcoin bị thanh lý. Và thứ tư mà không có trên danh sách này, mà thường sẽ nói tới đó chính là tin tức liên quan tới nước Thổ Kỳ đã ra cái quyết định là sẽ cấm không cho người dân của Thổ Kỳ sử dụng crypto làm phương tiện thanh toán. Và đây không phải là thông tin gì mới mà nói tới ngày hôm nay mà đã là thông tin cách đây 2 ngày rồi. Hôm nay chia sẻ trên các mạng xã hội và ở ngay thời điểm này đó thì Thuận nghĩ là điều chỉnh là điều đến được đúng, đúng lúc và nhiều người đang xuống xe bus và người mới sẽ lên. Những người hodler vẫn sẽ ở lại và Thuận sẽ tích lũy thêm ở cái mức này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới từng chi tiết một đi. Những điều này có nghĩa là gì có thể nhiều bạn có thể khó hiểu thì đầu tiên hết đó chính là liên quan tới Bitcoin hash rate. Tốc độ đào trên mạng lưới bitcoin tại vì bây giờ có rất nhiều bài viết liên quan đến tốc độ đào Thì hiện bây giờ đó những bài viết như là các bạn thấy được là bài viết liên quan tới tốc độ đào đã bị giảm 45% trên mạng lưới bitcoin Tại vì ở thành phố Tân Cương hiện bây giờ là đang bị mất điện Thì tại sao vấn đề này là quan trọng và tại sao nhiều người bây giờ đang chia sẻ là lý do tại sao liên quan tới giá bitcoin điều chỉnh thì trước hết các bạn cần hiểu đây là cái tài liệu liên quan tới có bao nhiêu máy đào đang tham gia vào mạng lưới của Bitcoin Và những người nào mà lên trên Google và tìm kiếm Bitcoin Hash thì sẽ nhìn thấy cái biểu đồ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì nhiều bạn sẽ nói là đâu có thấy điều chỉnh gì đâu, tại sao mà lại có nhiều bài viết nói là bị điều chỉnh 45% Tại vì các bạn đang nhìn vào cái biểu đồ này, cái biểu đồ này đó là đang nhìn vào cái tốc độ đào trung bình trong vòng 7 ngày qua, các bạn cần phải bấm vào bên dưới này, Raw Value, nghĩa là các bạn nhìn vào cái tài liệu hiện tại, không có điều chỉnh theo cái mức trung bình Thì các bạn thấy được rất rõ ràng là, học wow, tốc độ đào tăng trưởng lên, đạt cái đỉnh Sau đó thì các bạn thấy cái đường màu xanh này đã đi thẳng trở xuống như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Thì điều này có nghĩa là tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin đang giảm rất là nhanh Và nhanh đến nỗi mà các bạn thấy được là trong thời gian chỉ một ngày thôi đã mất đi khoảng chừng là 45% của tốc độ đào thì một những lý do tại sao mà tốc độ đào bị giảm nhanh như vậy thì nhiều người cho là liên quan đến thông tin đây là cái thông tin được chia sẻ bởi những cái bài viết ở bên những trang web liên quan đến tiếng Trung Quốc trên đình thường thì đương nhiên không đọc được nhưng mà trên trang bản nhiều người nói là tại vì liên quan đến thông tin là có rất nhiều những cái xưởng đào ở Trung Quốc và những cái xưởng đào này đó là bây giờ đang gặp cái tình trạng là đang bị lá cao như là đang bị mất điện vì lý do là dựa theo những cái bài viết là vì lý do là có một cái tai nạn liên quan đến nổ gas và dẫn đến là cúp điện ở trung quốc cho nên khiến cho những cái xưởng đào này không hoạt động được thì đương nhiên những xưởng đào không hoạt động được sẽ dẫn đến là tốc độ sẽ giảm tại vì hiện bây giờ có rất là nhiều những cái xưởng đào đang nằm ở Trung Quốc, đang nằm ở những vùng như là Tân Cương và đương nhiên những cái vùng này thì các bạn thấy được là hàng năm đều có những sự cố liên quan đến là tai nạn xảy ra hay là liên quan đến là có lũ lụt cho nên các bạn thấy được là tình trạng là đột ngột cái mạng lưới của Bitcoin bị mất đi nhiều tốc độ đào cũng là một sự kiện chúng ta cũng đã từng nhìn thấy trước đây thì một những câu hỏi mà nhiều bạn hỏi thường đó chính là thường có nghĩ là đây là một điều nguy hiểm hay không tại vì chúng ta thấy là có nhiều xưởng đào tập trung ở Trung Quốc thì có phải là quá tập trung hay không thật ra mà nói là trên khắp thế giới này có rất nhiều những xưởng đào nhưng mà bây giờ đó tốc độ đào phần lớn là nằm ở Trung Quốc nhưng mà không phải là tại vì người ta thích đào Trung Quốc mà tại vì các bạn thấy được là tốc độ đào sẽ tập trung vào những cái nơi nào mà có chi phí đào thấp nếu như mà Hoa Kỳ xuất hiện những cái nơi mà các bạn được những tiểu bang ở Hoa Kỳ như là tiểu bang Texas thì cũng đưa ra những cái quyết định là sẽ giảm cái tiền điện để cho thu hút những cái xưởng đào chuyển qua bên Hoa Kỳ thì thật ra mà nói là những công ty đào đó họ chỉ là những công ty kinh doanh mà thôi họ mua cái máy đào đào ra được bitcoin để bán để làm gì để bán để kiếm lời thì đương nhiên nơi nào mà cho họ đào cái phí rẻ thì sẽ có nhiều cái xưởng đào ở đó và bây giờ Tại sao mà nhiều máy đào tập trung Trung Quốc thì thực ra mà nói là chỉ đơn giản là tại vì cái chi phí điện ở những nơi này thấp cho nên dẫn đến là nhiều người tập trung đào ở đó mà thôi nếu như mà một nơi khác có cái chi phí điện rẻ hơn thì sẽ chuyển qua nơi đó và những cái trường hợp như là các bạn thấy được là giả sử như là tân cương không bao giờ mà có điện trở lại đi là không thể nhưng mà chúng ta cứ giả sử như vậy đi giả sử như là tân cương không có điện trở lại thì như thế nào thì các bạn thấy được là những cái xưởng đào đó sẽ đi tìm kiếm cái nơi kế tiếp mà có cái chi phí đầu rẻ và tất cả sẽ chuyển qua đó mà thôi cho nên trên căn bản đây là một cái mạng lưới mà cứ liên tục di chuyển tốc độ đào cũng sẽ di chuyển dựa theo nơi nào có được nguồn điện rẻ và nhiều bạn hỏi thường là nếu như mà những cái xưởng đào hợp lại để mà tấn công mạng lưới thì như thế nào ra em nói là vấn đề này đã trên lý thuyết đương nhiên là có thể không gì không thể hết nhưng mà các bạn thấy được là trong cái thời gian là 12 năm qua điều này chưa từng xảy ra và chúng ta cũng thấy được là những cái xưởng đào tuy là chủ xưởng đào là sở hữu rất nhiều máy đào nhưng mà các bạn thấy được là nếu các bạn muốn tham gia vào một cái hội đào thì các bạn có thể tham gia ở bất cứ nơi nào và các bạn có thể là chuyển cái máy đào của bạn đào ở nơi này hay nơi kia tùy theo hội đào nào mà cho các bạn có cái lợi nhuận cao cho nên trên căn bản đó không phải là tất cả những máy đào trong một cái hội đào là thuộc về một người mà thuộc về rất là nhiều người và người ta mua máy đào người ta mở xưởng đào người ta mướn nhân viên người ta chạy mặt bằng vân vân tại vì sao tại vì đây là một cái cách kinh doanh nếu như, như mà những cái xưởng đào này hợp lại để mà tấn công bằng lưu bitcoin thì câu hỏi là họ được cái lợi gì không những là không có lợi mà còn rất là có hại đối với họ tại vì các bạn thấy được là khi mà tấn công mạng lưới bitcoin họ hợp lại để mà tấn công mạng lưới bitcoin đó thì sẽ dẫn đến là giá cả bitcoin có thể là đi xuống thì sẽ dẫn đến là họ sẽ thua lỗ rất là nhiều cộng vào đó nữa thì các bạn hiểu được là tấn công mạng lưới bitcoin tấn công 50% đó thì chỉ có thể tấn công trong thời gian ngắn mà thôi trên căn bản không có thể nào mà tấn công dài hạn được tại vì chi phí cực kỳ cực kỳ cao các bạn cần phải có cái chủ quyền là có cái nguồn lực đào rất là mạnh và đương nhiên khi mà một cuộc tấn công xảy ra thì sẽ có những nơi khác họ sẽ những cái người mà ủng hộ mà lưu bitcoin họ sẽ hợp lại để mà chống lại cuộc tấn công đó cho nên trên căn bản đó không ai có thể tính được là thực sự là trên lý thuyết có thể tấn công mạng lưới Bitcoin 50% nhưng mà trên thực tế có thể tấn công mạng lưới Bitcoin 50% được hay là không thì trên thực tế điều đó chưa ai dám xác định cho nên không ai dám mạo hiểm như vậy đâu. Đây là điều mà Thụ muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tốc độ đào. Thì bây giờ nhiều người cho là cái tin tức liên quan tới tốc độ đào giảm khiến cho giá cả giảm thì khi mà nói thường cũng không cảm thấy là hai cái điều này trong thời ngắn hạn có cái sự quan hệ mật thiết với nhau dài hạn thì có một số những thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà trên căn bản cho tới thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy là những cái thời đào đem bitcoin lên sàn để mà bán chúng ta thấy được đây là tài liệu MPI thì đương nhiên những cái chỉ số này mà trên con số 2 có nghĩa là những thời đào đang bán bitcoin thì các bạn thấy được là hiện bây giờ chỉ số vẫn là chỉ số âm của những những đào không những là không bán mà họ còn tích lũy bitcoin ở thời thì hiện bây giờ họ không bán mặc dù là chi phí đào ngày càng cao hơn tại vì tốc độ đào ngày càng khó hơn thì điều này ảnh hưởng lâu dài như thế nào cái vấn đề liên quan đến là tân cương bị mất nguồn điện thì các bạn thấy được là dài hạn hầu như là không có sức ảnh hưởng tại vì các bạn thấy được là mạng lưới bitcoin đó bây giờ thì đương nhiên mất đi cái nguồn lực đào lớn cái hash rate lớn nhưng mà các bạn thấy được là cái tốc độ đào và độ khó đào là đi song song với nhau cái sự khác biệt là khoảng chừng là hai tuần thì mỗi hai tuần thì mạng lưới bitcoin sẽ điều chỉnh độ khó đào dựa theo tốc độ đào hiện tại thì các bạn thì được là bây giờ khoảng chừng là hai tuần sau nếu như mà chúng ta vẫn không có cái tốc độ đào trở lại thì mạng lưới này sẽ điều chỉnh đi xuống để mà làm cho dễ đào hơn khiến cho là một lóc vẫn tiếp tục là ở cái mức là 10 phút cho nên các bạn thì được là trong thời gian dài hạn thì mạng lưới sẽ tự điều chỉnh chứ không có liên quan đến thời gian dài hạn một trong những điều mà được chia sẻ của Willy Wu đó chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều trong những năm như là 2019 về cái sự tương quan giữa cái tốc độ đào và giá cả thì cái lý thuyết một cách đơn giản là các bạn thấy được là trên màn hình đó, bên trên này đó chính là đương nhiên các bạn thấy được đây là giá cả của Bitcoin bên dưới này đó chính là tốc độ đào trên mạng lưới của Bitcoin thì một trong những giả thuyết là tốc độ đào càng cao thì giá càng cao tốc độ đào càng thấp thì giá càng thấp lý do khi mà chúng ta thấy được là tốc độ đào tăng cao thì đương nhiên những thợ đào phải tốn nhiều tiền hơn để mà đào bitcoin và khi mà họ đào bitcoin với cái chi phí cao hơn thì họ sẽ không có bán với cái mức giá thấp hơn khiến cho là giá sẽ tăng lên thực ra mình nói đây là một cái sự tương quan các bạn thấy được là cũng không có chắc chắn lắm nhưng mà đây cũng là một trong những điều mà thường các bạn cần nên hiểu liên quan đến tốc độ đào và giá cả bitcoin như thế nào đây là cái điều đầu tiên điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới mà các bạn đã thấy được là liên quan đến là có một cái tin đồn tin đồn này đó thật ra mà nói là thường cũng chưa có xác định được nguồn thật ra mà nói mọi người trên twitter chỉ đưa ra cái nguồn đó chính là fx mà thôi thì cái nguồn này là một cái nguồn mà nhiều người cho là đáng tin cậy các bạn thì được là đây là một cái twitter mà được à, rất nhiều người nổi tiếng theo dõi và tổng cộng là có 149,7 ngàn người theo dõi cái twitter này thì chúng ta thấy được là cái twitter này đưa ra một cái thông báo là bộ tài chính của hoa kỳ us treasury là sẽ khởi tố một số những công ty tài chính về việc là rửa tiền, sử dụng tiền kỹ thuật số nhưng mà chúng ta lại không có thấy những cái nguồn là đến từ đâu và điều này cũng có nhiều cái nghi vấn tại vì các bạn thấy được là Bộ Tài chính thì xưa nay chúng ta cũng không nghe nói tới Bộ Tài chính là thường hay khởi tố ai và thực ra mà nói là khởi tố thường là Bộ Tài chính sẽ đưa tài liệu qua bên Bộ Tư pháp và Bộ Tư pháp mới khởi tố những công ty này đó là đầu tiên điều thứ nhì nữa là các bạn thấy đây là một cái thông tin mà rất là lớn thì tại sao mà trên thuy được có mà chúng ta không thấy những cái đài lớn được xác nhận như là cnbc hay là cnn hay là fox news vân vân toàn bộ những cái đài lớn bây giờ những cái truyền thông lớn chưa có đưa ra thông tin này cho nên cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có xác nhận được thông tin này là thật hay là giả nhưng mà có nhiều cái điều nghi vấn hiện bây giờ và thời gian mà nói là những cái công ty tài chính thì thường dính vào những cái vụ như là rửa tiền các bạn thì được là những ngân hàng lớn như là JP Morgan, HSBC vân vân. Các bạn thấy được là các bạn cứ Google là những công ty này đã đóng phạt bao nhiêu tiền về cái việc rửa tiền, sử dụng đồng đô la thì các bạn thì được là đây là một trong những cái điều mà đã xảy ra rất là thường xuyên tại vì những công ty này sẽ có những cái người mà không được tốt giúp đỡ những cái đơn vị không tốt rửa tiền thì đương nhiên khi mà chúng ta thấy là thị trường crypto mở rộng tay để mà chào đón những cái công ty lớn này vào trong thị trường crypto để mà họ thu mua bitcoin họ hỗ trợ bitcoin vân vân thì đương nhiên là các bạn thấy được là thị trường crypto rất là hào hứng để mà chào đón họ nhưng mà cái mà mặt xấu là những cái vết nhơ như là rửa tiền thì cũng sẽ xảy ra nhiều hơn trong thị trường crypto này tại vì những công ty tài chính thường là chính là những cái vụ này thì đây là cái điều thứ nhì dẫn đến là nhiều người lo lắng là tại sao mà giá cả có thể đi xuống điều thứ ba mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái tin tức mình thường đã chia sẻ ngày 15 Tây cách đây đã 3 ngày rồi là nước Kỳ ra lệnh cấm dùng Bitcoin làm phương tiện thanh toán bắt đầu từ ngày 30 Tây tháng 4 thì đây là thông tin mà một số những trang web cũng nói tới là lý do tại sao mà dẫn đến giá cả đi xuống thì các bạn thấy được nước Thơ Kỳ đó là một nước mà sử dụng crypto để mà giao dịch hàng ngày cũng rất là nhiều cho nên đây cũng không phải là một tin tức nhỏ nhưng mà cái mà nước Thơ Kỳ cấm đó chính là sử dụng crypto dùng làm phương tiện thanh toán hàng ngày chứ không phải là cấm đầu tư crypto hay là cấm lưu trữ crypto gì hết các bạn vẫn có thể là giao dịch lưu trữ bình thường chỉ có là không cho phép những cái công ty những cái dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng crypto mà thôi mà chỉ có thể thanh toán bằng tiền pháp định cho nên tin tức này nó cũng là một trong những điều mà được nói tới dẫn đến giá cả đi xuống nhưng mà thường thấy tin tức này cũng đã ba ngày rồi nhưng mà tin tức này đó tuy là ảnh hưởng lớn đối với người dân của nước Thổ Kỳ nhưng mà trên căn bản cái bạn thi được là chỉ cấm sử dụng dùng làm phương tiện thanh toán mà thôi chứ không phải là cấm crypto đây là hai điều hoàn toàn khác nhau và cái luật cấm này sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 nhưng mà các bạn nên nhớ là bạn không thể cấm Bitcoin bạn chỉ có thể tự cấm bản thân mình dùng không mà thôi trong thời đại mới này có nước sẽ tiến tới, có nước sẽ tụt lùi. Đây là cái điều rất là bình thường trong cái tình hình công nghệ.